Anh Dì ơi, trời sắp mưa rồi kìa. À em cứ kệ anh không thể về được. Anh không mang dù thì lấy của em nè. Đây là bí mật giữa con trai các anh khi đá bóng cơ. Trời anh cứ kể, em cũng từng là con trai mà, ha ha. Nói đi nào, ngại gì không? Anh bị rách quần. Hesi cảm ơn em nhé. Hả, anh nói gì cơ? Ê! Ôi con rán to ghê. Sời giam ba con Tiểu Cường. Ồ anh không sợ rán à? Hà hà, rán là bạn của mọi nhà, mà nó có làm gì đâu mà sợ. Thế nó biết bay thì sao? Hà. Anh ơi, anh làm rớt tiền nè. À cảm ơn chị nhé. Ừ không cần cảm ơn anh đâu, anh và bạn trai anh cũng hay làm rớt tiền mà. Ha ha. Ha ha, cảm ơn anh nhé. Ủa khoan. Hello, sao đấy em? À, thằng bạn thân của em rủ anh qua đá bóng với nó. Em cũng ở đây nên anh có qua đá cùng không? Thằng bạn thân em rủ à? Để anh chuẩn bị. 2 giờ mang theo gì đấy ta? Ô xe đẹp quá. Ừ chứ sao, xe anh mới mua đấy. Mà anh không cho em chạy thử đâu, mơ đi. Di thử thôi mà. Ê, khoan đừng. Hai, hội phụ nữ. Này anh, sao anh đọc nhật ký của em? Là sao anh đừng tưởng anh là người yêu em. Thì anh thích làm gì thì làm, thấy gì thì thấy nha. Cũng phải có riêng tư chứ. Nhưng mà sao em biết thì nó có ghi trong nhật ký của anh hôm qua em mới đọc nè. Vì sao bạn nên cẩn thận với các bồn cầu trong nhà vệ sinh? Bởi vì ngày xưa đã có một người đã bị vứt vào bồn cầu vì lỗi của nó. Và thật sự bạn nên cẩn thận vì sau đây nó đã khiến người xấu số. Nó biến thành người không ra người, mà ma cũng không ra ma. Chào anh, không biết anh có gì để yêu em nhỉ? Anh chẳng có gì cả ngoài trái tim thật lòng dành cho em. Oh wow, thật không? Thật, anh không tiền, không bạn, không não, không học đại học, không xe, không nhà, không biết nhân chia cộng trừ, không biết đi chợ, không bạn bè, không sự nghiệp, không top 1 rank Wi-Fi, không tương lai, không phải con trai. Wow, anh đúng là tuyệt vời nhất mà. Ê mày, thằng kia định cho tụi mình xem xì kiêu gì hay lắm đấy. Đâu? Xe tăng cướp bóng, xe tăng cướp bóng. Ê Weibo chơi bóng kìa mày. Sakia, nếu có một người khác giàu hơn anh thích em thì em có bỏ anh không? Hả? Không. Hi hi, anh biết là em thích anh vì tấm lòng chân thành của anh mà. Con đúng không nhỉ? Em sẽ suy nghĩ lại nếu anh ta có thêm đẹp trai, 6 múi, 1m8 nữa. À để em nghĩ thêm còn gì nữa không? Hả? Còn thêm gì nữa? Cơ mà em định bỏ anh thật à? Ê, thằng kia chuyện tao ghi bàn nè, nhanh lên. Ê, chết. Trời ơi, cái thằng này mày là sự ô nhục của một đội. Hay là mày về luôn đi. Gọi, câu hỏi hay, chuyện tao. Nè. Saki, em ngồi ở đó đi. Giờ Saki muốn anh vẽ em như nào? Hàm ơn, anh cứ vẽ miệng em căng, mọng, mắt to, tóc bồng bềnh. À nhớ mũi siêu siêu cao nữa là được. 10 phút sau. Xong, em xem thử đi, đẹp lắm. Này chị Di ơi, cho em hỏi mấy giờ rồi ạ? À xin lỗi em nha, anh cũng không biết nữa. À dạ không sao đâu anh. Hả? Này em kia đạp chân của người ta kia. À dạ xin lỗi anh ạ. Ừ không sao chị thà đấy. Ủa? Thất tình rồi hu hu. Hả? Sao thất tình vậy mày? Hai, tao cũng chả hiểu mày ạ. Tao mặc vết đẹp thế này mà nhỏ bảo tao thằng điên mới hẹn hò với ông. Thôi ông ạ, nhỏ này chắc không biết nhìn người rồi. Ôm cái nè, không? Ê em, thằng này điếc cả tao nói mày có nghe không? Nhưng em ơi, số tiền này của anh. Hả gì thế? AB cân thiếu tiền người ta không trả. Đáng lắm làm cho bọn kiều này nhớ cái bản mặt mượn mà không trả cho nó chưa. Em cố gắng giúp anh. Khi nào em đến nha? Tao đã bảo là tuần sau tao trả mà cứ lải nhải đòi tiền gì đòi qua vậy ba. Của hả? Ê sao mày bảo mày cũng cốt tờ lay giống người ta mà? Thì tao đang cốt tờ lay nè. Thành thằng thất bại, xấu trai đây. Cũng đúng. Ôi thật tội nghiệp. Anh ơi anh làm rớt tiền này. Không sao cứ cầm lấy đi. Anh đã mù rồi còn tốt bụng không nhận lòng tốt của tôi nữa. Thật đáng nghị lực hu hu hơ. Ê tao mù hồi nào tao đang hóa trang Gogo Satu mà điên này. Anh tha em. Thằng trẻ trâu. Mày nói ai trẻ trâu? Mày chứ ai? Nhìn mày mới lớp 2 mà. Ha ha tao lớp 3 nhà con. Ha tao đùa mày thôi chứ tao lớp 4 rồi con. Gọi anh đi. Gì tao cũng thế. Tao lớp 12 rồi con. Tao thì lớp 13 rồi thử mày thôi. Làm gì có lớp 13, là đại học đó con. Tao có anh học lớp 14 rồi nha. Ủa rồi liên quan gì? Đồ vô duyên. Vô duyên ta có duyên từ nhỏ. Ta có võ hồng công, ta có lông đại bàng, ta có nàng công chúa, ta có búa sấm sét quính mày tét bét. Rồi xong mày rồi. Mét câu nè con. Cô ơi. Hồi nào tao nói gì mày nói lại coi. Quính mày tét bét. Cô ơi, cô nghe chưa, bạn này mới là người bảo quính em. Hồi nào? Nhắc lại thử xem. Hà Yên mới nhắc. Thằng trẻ trâu. Khi ra bờ lắc bị, đào ngược, thằng thất bại. Lấy ông đi qua lại bà đi lại. Ai đi qua xin hãy lấy bớt của cải của con đi để con bớt giàu với ạ. Chật, đừng có nhìn qua đây. Anh gì ơi, gì, nhìn gì mà nhìn. Ai biểu học cho giỏi vô rồi giàu lên chi giờ khổ hạ mày rồi còn than kêu ai giúp nữa. Anh ơi em còn non trẻ anh tha cho em, anh cứ lấy hết của cải của em đi mà anh xin anh đấy. Điên là tao không muốn giàu đâu con. Đừng đuổi theo tao nữa. Anh ơi lấy bớt giúp em 500 củ cùng được anh. Bữa người ta có thằng muốn bắt tôi giàu nè. Và đó là mặc kệ đưa ra 10 youtuber kinh tởm nhất blogger lút thì tôi vẫn tổng hợp gần 30 video ngắn xàm xí trên kênh tôi.